Như thế này. Có lá thuốc không? 2.400. Lá thuốc mà không chịu lấy thuốc mặt là chết. Cái lò đó 150, lấy mấy bái lấy cho. Nhưng thôi lẫn giờ ông đỏ liền cho nó thiệt. Cái do em đang dưỡng, giờ dùng cái nước máy thôi. Thuốc đen nó bằng ngoài lấy thuốc 150 màu đen đấy cơ. Em thôi ngày 2 lần ngay. Em thôi 2-3 bữa là em tháng làm hết trơn luôn á. Thoa đều luôn. Chống dưỡng, do em đang dưỡng em thoa đều cho chị đi. Là bữa món khô hôm là cái đi nặng lần rồi chị cô thử thấy chị nghĩ. Thoa cho nó gom cầu đi. Ừ chị cảm ơn. Anh nói bãi mưa dùm
chị mua không quay mà mấy hộp này là chịu ra này chứ không để là không tím đen vì này là không bao giờ ra thăm luôn. Đang mới thì cố thì nè hết cho mấy cái cục xương đó cho mấy cục này gì là sạch lành không thăm luôn. Còn để bắn lún xuống nhiều cụ lần thăm hết cái mệt. Những cục này chưa nặng liền là dễ không thăm này. Tao nhanh lắm luôn, hai ngày lắm không thấy có. Trong cái kim nhỏ xí như cái mụn đầu đen chứ mấy. Nó ra là nó bao thuốc nó hết. Hết đỏ luôn. Còn để lâu nó lún như hồ cụ rầu luôn, thâm đen. Có đang lòm rồi không đậu không được quá. Anh coi được không anh? Tớ chơi được cam đúng hả? Chứ còn lấy tiền hay chục hay tiền cam? Lấy từ tiền chi? Ý là nãy căng từ tiền chi? Căng từ cam. Bởi bộ từ chi, cái điều biết. Bỏ bạc thường chứ con có tiền mua bạc bình rỉ này cũng mình bị đọt đét thiệt mà đầy cũng đi mình đi bạc nó đét kinh khủng. Ủa hồi gì chuyện với ông ta mà của bình rỉ mình hết chuyện qua hôm qua nhớ ngày không nhớ mà. Tại dính dính tại nó hầu quá. Chứ bà cái nào ra hưởng.